Tuổi Tân Dậu 1981, tứ xây nhà năm 2022 Nhâm Dần sẽ được hưởng lộc trời ban, tiền bạc ầm ầm kéo đến. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người dân Việt Nam ta từ xưa đến nay vẫn có quan niệm rằng an cư lạc nghiệp, một căn nhà vững chắc và yên ấm sẽ là hậu phương vững chắc cho con người yên tâm theo đuổi mục tiêu, thành công, lớn lao cho công việc và cuộc sống. Chính vì vậy, tuổi Tân Dậu 1981, trước khi có quyết định xây nhà năm 2022 Nhâm Dần mà rất nhiều người thường cân nhắc thật kỹ lưỡng để thiết kế được một ngôi nhà thuận theo phong thủy và có thể mời đón thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ và sự hành thông, thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các chuyên gia tâm lý, trong năm mới Nhâm Dần 2022, không phải bất kỳ con giáp nào cũng hợp tuổi để xây nhà. Nếu như bản mệnh đang có ý định xây nhà vào năm 2022, thì hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay để không phạm phải đại kỵ dẫn đến tai bay, vạn gió, đại họa, triền miên. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến là yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Tân Dậu 1981 bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 42 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm kim lâu và hoàng ốc, hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Tân Dậu muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Sau khi xét xong các yếu tố về tuổi, quý vị cần phải lưu ý xem xét đến hướng đất, hướng nhà có làm được hay không và mình ở trên đó sẽ như thế nào. Quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát về cát hung của từng hướng nhà trong năm 2022 ngay sau đây. Các mệnh chủ tuổi Tân Dậu thuộc cung mệnh Khảm có 4 hướng tốt: hướng Bắc phục vị, Đông thiên y, Nam diên niên, Đông nam sinh khí. Bên cạnh đó có 4 hướng xấu là hướng Tây họa hại, Tây nam tuyệt mệnh, Tây bắc lục sát, Đông bắc ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ may mắn ở những hướng đông tứ mệnh thì xin chúc mừng các mệnh chủ. Còn nếu ở hướng tây tứ mệnh bao gồm các hướng tây, tây nam, tây bắc, đông bắc thì đều là những hướng xấu. Nếu nhà của mệnh chủ tuổi Tân Dậu nằm trong những hướng này thì rất có nhiều chuyện phiền phức xảy đến với mệnh chủ. Vậy nên mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải nhà không hợp hướng. Gương đã được thầy khai quang, trì chú theo pháp đạo của đạo gia, giúp công năng phong thủy của gương được phát huy tốt nhất, giúp gia chủ hóa giải được tai ách, thị phi do nhà sai hướng gây ra. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng vào xem năm 2022 Nhâm Dần hướng nhà nào xây tốt cho tuổi Tân Dậu. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Gia chủ tuổi Tân Dậu mà ở nhà hướng Tây thì bị rơi vào cung họa hại. Họa hại là sao Lục Tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh, nhiều hung khí, gây nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên để hóa giải khí xấu của nhà bị phạm cung họa hại, mệnh chủ Tân Dậu cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên dùng để hóa giải nhà không hợp hướng. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh, khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt.
sau lục bạch nếu vượng, quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc, chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành độ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn, sống nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 nhâm dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Tuy nhiên với mệnh chủ tuổi Tân Dậu mà ở hướng này thì không hợp hướng, bị phạm vào cung lục sát, mà lục sát là sao văn khúc, ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Nó là hung tinh nhưng so với các sao khác, đỡ hung hại hơn. Để hóa giải nhà không hợp hướng, sự hung họa của sao văn khúc tinh gây ra, mệnh chủ Tân Dậu phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy hàng đầu chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Hơn nữa, ở phong thủy Gia Cát, gương bát quái tinh cầu được thầy khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng đối với từng gia chủ. Vậy nên sẽ phát huy được tối đa công năng, mang lại may mắn, bình an cho gia chủ tuổi Tân Dậu. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn, Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm thái tuế, mậu kỷ, đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, với những gia chủ tuổi Tân Dậu mà ở nhà hướng này không hợp hướng, rơi vào cung ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh, thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây nhiều mối nguy hiểm. Vì vậy, để hóa giải hung họa do nhà bị phạm ngũ quỷ, mệnh chủ tuổi Tân Dậu cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu gỗ đào để hóa giải những xung sát do nhà phạm hướng ngũ quỷ gây ra. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa dần hướng Thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào tam sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Những quý gia chủ tuổi Tân Dậu nên lưu ý, nếu tuổi Tân Dậu ở hướng này sẽ bị phạm vào hướng nhà tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao Phá Quân, thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, sẽ gây ra tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây tai họa cho gia chủ. Khi xuất hiện ở hướng này, sự nguy hại đỡ khốc liệt hơn so với xuất hiện ở Đông Trạch. Nhưng cho dù gặp về tương sinh, về ngũ hành thì nó cũng là sao có thể gây tai họa. Thứ năm là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 nhâm dần được sao nhất bạch tài tinh đào đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ăn được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần, nhất bạch lại là quan tinh. Nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài có thủy phóng quang, khoa cử, đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương, các công việc về văn, nếu suy sẽ bị bệnh về máu, nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 nhâm dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, ngân sao nhất bạch, giúp đường quan vận học hành của những người trong gia đình, hành thông may mắn. Đây là căn nhà hợp hướng với gia chủ Tân Dậu, mệnh chủ Tân Dậu ở hướng này được phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh, mọi việc thăng tiến nhiều, gặp hung tinh, mọi sự sa sút theo. Vậy nên mệnh chủ cần treo trước cửa một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Thứ 6 là hướng Nam. Hướng Nam gồm 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh,
17,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng ngọ bị phạm tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích chia làm 3 dạng: tuệ là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuệ sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuệ sát chính là vị trí tuệ, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu trên thực tế, tam sát là tên gọi chung. Thực tế, tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuệ sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý, quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Bên cạnh đó, có những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 mà ở nhà hướng nam được hợp hướng, hướng diên niên hay phúc đức, tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Để kích hoạt thêm phần vượng khí, quý vị nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu, một pháp khí phong thủy chiêu tài hàng đầu, mai hoa phú quý. Hai pháp khí này đều đã được thầy khai quang chỉ chú theo pháp của đạo gia, giúp vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, chấn sát, chiêu tài lộc cho gia chủ tuổi Tân Dậu. Thứ bảy là hướng đông. Hướng đông gồm 3 sơn giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa Dậu hướng Mão bị phạm Mậu Kỷ đôi thiên sát. Mậu Kỷ đôi thiên sát có một trong năm sát tinh lớn của năm ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất. Nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với gia chủ tuổi Tân Dậu ở nhà hướng đông thì hợp hướng, được hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hùng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên, nếu ở nhà hướng này, sao thiên y bị giảm sút không phát huy được tối đa công năng do gặp phải ngũ hành tương khắc. Cùng là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm 3 sơn thìn, tốn, tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất, hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý, mang lại may mắn, bình an. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Tân Dậu mà ở hướng đông nam thì hợp hướng là hướng sinh khí. Sinh khí là sao tham lang tinh, ngũ hành thuộc mộc, cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp càn đoài, bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp cấn, khôn bị tương khắc nên thuộc tính giảm. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 Nhâm Dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.